Bạn có đang trăn trở điều gì trong cuộc sống, trong công việc của bạn không? Bạn có một công việc có thể rất tốt, có thể mang lại một nguồn thu đáng mơ ước cho bạn, nhưng đổi lại, bạn phải đánh đổi rất nhiều thời gian và công sức để làm việc. Một công việc mà nó lấy đi của bạn gần như toàn bộ quỹ thời gian và nguồn năng lượng của bạn, khiến cho bạn không còn thời gian và những sở thích, khiến cho bạn không còn đủ thời gian và năng lượng tích cực để dành cho bản thân, cho những người thân yêu và chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái. Chính vì vậy, bạn luôn rơi vào cái trạng thái căng thẳng và mệt mỏi. Cuộc sống của bạn trở nên vô cùng áp lực khi trong đầu luôn nặng trĩu những vấn đề cần phải xử lý đối với công việc của mình. Một cuộc sống như vậy sẽ làm cho bạn không còn cảm thấy có năng lượng tích cực trong cơ thể và bạn dễ dàng trở nên cáu gắt, mệt mỏi, căng thẳng với chính con cái và những người thân yêu của mình. Nếu bạn đang trong tình trạng như thế thì đây chính là video dành cho bạn, bởi vì trước đây mình cũng đã từng là một người như vậy. Mình đã từng là một bà mẹ rất là nỗ lực ngày đêm để làm việc, vì mình nghĩ rằng một cái sự nỗ lực có thể giúp mình có một cuộc sống tốt đẹp, mang lại cho mình một nguồn thu nhập tốt và cải thiện được cuộc sống cho gia đình, cho con cái trong tương lai. Và mình đã vô cùng nỗ lực trong 10 năm trời, hơn 10 năm trời mình đã có thời gian đi làm công ăn lương và mình cũng có một cái doanh nghiệp truyền thống của mình. Nhưng thực sự sau 10 năm vận hành kinh doanh, mình đã nhận ra một điều rất lớn trong cuộc sống, đó là nỗ lực không quan trọng bằng lựa chọn, bởi vì sự nỗ lực của mình nếu phải đánh đổi bằng sức khỏe, bằng thời gian và quá nhiều công sức thì tất cả những gì mình nhận lại được trở nên rất là một cái nguồn năng lượng, sẽ mang lại một cái nguồn năng lượng rất là tiêu cực với bản thân mình và với chính những người thân trong gia đình của mình. Và con cái của mình đã lớn lên trong những cái năm tháng mình vất vả như vậy. Và mình đã nhận ra một cái bài học rất đắt giá như thế khi mà sức khỏe của mình đi xuống rõ rệt và không khí trong gia đình trở nên những cái thời điểm nó trở nên rất là căng thẳng, bởi vì cả mình và ông xã đã dành quá nhiều thời gian và công sức để làm việc và mình đã quyết định dừng lại và mình đã đi tìm cho mình một cái giải pháp làm sao mà phải làm việc thật thông minh, mang đến cho mình những cái sự mới mẻ, tích cực trong cuộc sống để mình có nhiều thời gian dành cho bản thân, cho gia đình. Và thực sự mình đã rất vui mừng vì tìm thấy cái digital business này và mình đã nắm bắt rất nhanh làm digital business. Và kể từ ngày mình làm digital business thì cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều. Mình có thể mang cái business của mình đi muôn nơi, giống như ngày hôm nay các bạn nhìn thấy đó, mình đang đứng trên cái đỉnh núi tuyết trắng rất đẹp. Đó, đỉnh núi phủ tuyết trắng đẹp tuyệt vời trong một kỳ nghỉ đi trượt tuyết cùng gia đình và bạn bè. Đó, mình có thể mang cái business của mình đi muôn nơi và vận hành bất cứ lúc nào mình muốn. Rất tuyệt vời các bạn ạ. Và thực sự cuộc sống của mình đã trở nên rất là thú vị, bởi vì mình được học hỏi phát triển bản thân rất nhiều. Mình được học những cái kiến thức thực chiến để làm marketing, vận hành chính cái doanh nghiệp của mình. Một cái business rất linh hoạt và thông minh, có một cái hệ thống tự động đã làm việc cho mình đến hơn 80% khối lượng công việc. Còn lại mình hoàn toàn chỉ cần phải xử lý hơn 10% và chủ yếu là làm công tác marketing, xây dựng nhân hiệu, thương hiệu và làm marketing cho doanh nghiệp nhỏ của mình. Một cái doanh nghiệp mà chỉ cần bản thân mình thôi, không cần phải thuê nhân viên, không cần phải ôm hàng, tích trữ hàng hóa, không bị áp lực về chỉ tiêu doanh số, không cần phải thuê mặt bằng kho bãi. Đó, rất rất tuyệt vời. Và đặc biệt cái hệ thống thông minh tự động đã làm cho mình đến hơn 80% khối lượng công việc rồi.
Đó. Nếu bạn nào cũng muốn có một công việc linh hoạt và thông minh như mình để cho cuộc sống trở nên thú vị hơn, ung dung tự tại hơn thì hãy để lại tên và địa chỉ trên website của mình www.leminhthu.com hoặc là nhắn tin trực tiếp cho mình thì mình sẽ gửi thông tin và tài liệu cho các bạn tìm hiểu về business rất tuyệt vời này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!